Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Siêu thần Bắt đầu thu hoạch được hồi Thái Lan phát minh năng lực, tầng chính xuyên qua siêu thần thế giới, thu được hồi Thái Lan phát minh sáng tạo năng lực. Chẳng những có được siêu cấp đại não so với thiên sứ Tam Vương, tạp nhĩ càng thêm kinh khủng. Hơn nữa còn đạt được kỹ năng người tạo ảo tưởng có thể sáng tạo vạn vật. Chỉ cần tiêu hao đủ năng lượng là có thể hư không sáng tạo ra tất cả những gì tầng chính muốn cho dù đó là huyết thanh siêu nhân, ghen sai gian, biến thể ô tơ, thắt lưng triệu hồi áo giáp, trái ác quỷ, hoặc các đạo cụ khác nhau trong túi Doraemon. Morgana Kháo, bích trì, cái này tận chính là cái quỷ gì, hắn một cái hạt nhân trước văn minh người địa cầu dựa vào cái gì có thể số lượng lớn sáng tạo ra siêu cấp chiến sĩ. Thiên thần ngạn Tiểu tử, ta tin tưởng vào tương lai của ngươi, đến nỗi ta sẽ yêu ngươi, khiêu khích ngươi và bảo vệ ngươi cho đến chết. Các Ở năm nhân kia trước mặt, cho dù là hư không cũng phải vì đó thần phục. Kesa, Lực lượng thiên hạ là tương lai của các thiên thần. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Không không một bắt đầu thu được lão sói xám nghiên cứu khoa học thiên phú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kháo, nơi này lại là siêu thần vũ trụ, lão thiên gia ngươi đây là muốn đùa chết ta đi. Xích ô hằng tinh hệ, lam tinh. Long quốc, cự hạp thị, trong một tòa biệt thự siêu xa hoa. Tần chính hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước xoa xoa đầu mình, vẻ mặt tuyệt vọng. Là một người xuyên Việt đến từ địa cầu. Thân phận hiện tại của tần chính là con trai của tần kiến quân, người giàu nhất Long quốc. Đánh mẫu thai bên trong liền xuyên qua đến thế giới này. Có thể nói là một người Long Quốc sinh ra và lớn lên ở đây. Tuy rằng lúc trước tầng Chính cũng không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng người xuyên Việt đặc thù nhưng vẫn để cho hắn có được bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Từ nhỏ đã thể hiện năng lực học tập và thiên phú nghiên cứu khoa học rất mạnh. 12 tuổi liền liên tục nhảy lớp. Thi đậu vào trường đại học Bắc Chi Tinh nổi tiếng nhất Long Quốc thế giới này. 15 tuổi đã lấy được hơn 10 học vị tiến sĩ như công trình điện tử học, vật lý lượng tử, vật lý hạt nhân, vật liệu học, tia gamma, lý luận không gian lỗ sâu, trí tuệ nhân tạo, khoa học kỹ thuật sinh vật. Với sức mạnh của một mình, thế giới với trình độ khoa học kỹ thuật không khác trái đất là mấy, năm 2014 đã phát triển ra các sản phẩm mang tính thời đại như trí tuệ nhân tạo, áo giáp xương ngoài, nhiệt hạch hạt nhân có thể điều khiển, máy tính lượng tử ánh sáng và cũng đã phát triển thành công chip carbon vào năm ngoái phá vỡ hoàn toàn phong tỏa nước ngoài thực hiện vượt qua khúc cua để cho long quốc tâm vang danh toàn cầu sẽ không bao giờ bị người nước ngoài bóp cổ nữa cũng chính là bởi vì cống hiến kiệt xuất của ông đối với quốc gia cho nên dưới sự ủng hộ của quốc gia hắn sáng lập xí nghiệp công nghiệp quân sự dân doanh lớn nhất long quốc tập đoàn đại tần là cố vấn kỹ thuật trên danh nghĩa của nhiều phòng thí nghiệm bí mật trong nước. Có quân hàm thiếu tướng danh dự của Long Quốc. Là siêu cấp thiên tài được khen là toàn năng hơn cả người sát Mỹ. Nếu như tầng chính bây giờ là ở một cái bình thường địa cầu thế giới song song. Đã có thể không chút khách khí xưng là người thắng cuộc đời. Đáng tiếc vừa mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước tầng chính biết chính mình hiện tại chỗ thế giới kỳ thật một cái tên là siêu thần học viện Anim Thế Giới nơi này chẳng những có các thần ma đến từ ngoài hành tinh như hổ rình mồi bên trong còn có hưng phong tác vũ một hồi hào kiếp lấy hy sinh hơn 4 tỷ người mới đạt được thảm thắng sắp trình diễn nếu không thể trở thành siêu chiến binh hắn thậm chí ngay cả tư cách trở thành bia đỡ đạn cũng không có đinh kiểm tra đo lường được xuyên việt giả tần chính thức tỉnh kiếp trước ký ức tự động thu được địa cầu mẫu thân tặng xuyên việt giả đại lễ bao một phần phải chăng hiện tại mở ra ngay khi tầng chính chuẩn bị nằm bẹp, một thanh âm tự như thiên nhiên vang lên trong đầu hắn. Tuy rằng tầng chính cảm giác đây rất có thể là phán đoán của mình. Nhưng vẫn không chút do dự nói. Vâng. Đinh, xuyên việc giả đại lễ bao mở ra thành công, chúc mừng ngài thu được A Hôi Thái Lan phát minh sáng tạo năng lực, phải chăng lập tức tiến hành dung hợp. Xám Thái Lan phát minh sáng tạo năng lực, vạn giới thông dụng bản, mô tả. Năng lực sáng tạo phát minh của sói xám đến từ thế giới, cừu vui vẻ và sói xám, giúp bạn đạt được năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực động thủ và năng lực học tập không gì sánh kịp, mặc dù không thể khiến bạn giống như sói xám của cừu vui vẻ và sói xám thế giới, coi thường năng lượng và vật chất bảo tồn, trà sát các loại khoa học kỹ thuật nghịch thiên. Nhưng lại có được địa cầu mẫu thân tặng cho vạn giới thông dụng phiên bản tạo tưởng người, kỹ năng. Chỉ cần tiêu hao đủ năng lượng, liền có thể làm cho ngươi coi thường bất kỳ quy tắc nào, chế tạo ra bất kỳ vật phẩm khoa học kỹ thuật đen hợp lý hoặc không hợp lý nào mà ngươi có thể tưởng tượng được. Chú thích: Tri thức là tài sản quý giá nhất trong chư thiên vạn giới, cũng là lực lượng mạnh nhất, nếu như người sử dụng có được tài liệu tương ứng, nắm giữ kỹ thuật tương ứng, có thể giảm mạnh tiêu hao năng lượng. Cho nên khả năng này mặc dù đến từ thế giới hài hước không khoa học, nhưng phối hợp với phương thức sử dụng khoa học hiệu quả tốt hơn chỉ có sức mạnh của bản thân mới thật sự là mạnh mẽ. Người ta hôi Thái Lan đại vương không phải ta suy nghĩ chi lực, nghĩ cái gì tới cái gì sao? Tần chính xem xong giới thiệu kỹ năng nhất thời có chút không đủ lòng nghĩ đến. Chư thiên vạn giới trăm sông đổ về một biển. Càng là thế giới cường đại, quy tắc lại càng hoàn thiện. Cho nên thông qua lỗ hổng quy tắc để có được sức mạnh. Chỉ cần đi có được tương ứng quy tắc thế giới, lập tức sẽ bị suy yếu, thậm chí trực tiếp mất đi nền năng lực mà năng lực phát minh của hôi thái lan bởi vì xuất phát từ thế giới quy tắc không hoàn thiện như cừu vui vẻ và sói xám cho nên không chú ý bảo toàn năng lượng không chú ý bảo toàn vật chất thậm chí không cần chú ý tất cả quy luật thế giới và quy luật vật lý nhưng đến siêu thần như vậy quy tắc hoàn thiện thế giới liền cần đi tuân theo siêu thần thế giới các loại quy tắc nếu không có khả năng người tạo ảo tưởng mà mẹ trái đất ban tặng thêm vậy ngươi tương đương với một người bình thường có trí tuệ hôi thái lan mặc dù trí tuệ ở nghịch thiên nếu như không có tri thức dự trữ tương ứng cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì thì ra là như vậy tần chính bừng tỉnh đại ngộ nói địa cầu mẫu thân uy vũ địa cầu mẫu thân khí phách cảm tạ đến từ địa cầu mẫu thân ban tặng năng lực sáng tạo phát minh của hôi thái lan mặc dù không trực tiếp giao cho tầng chính năng lực chiến đấu cường đại. Nhưng chỉ cần có năng lực này tồn tại. Hắn muốn đạt được năng lực chiến đấu vẫn là thập phần nhẹ nhàng. Dù sao, huyết thanh siêu nhân cũng là sản phẩm khoa học kỹ thuật. Đó là một sản phẩm công nghệ. Ngay cả áo đặc biến thân khí cũng có thể là sản phẩm khoa học kỹ thuật. Chỉ cần kỹ năng này tiêu hao không quá mức nghịch thiên. Trong đầu tầng chính đã hiện lên vô số thao tác lẳng lơ mỗi một cái đều có thể làm cho long quốc làm cho lam tinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nhân tạo quả ác ma tìm hiểu hợp chất số 5 tìm hiểu huyết thanh siêu cấp binh sĩ hiểu rõ nếu như nói nguyên bản tần chính đối mặt với yêu ma quỷ quái chỉ có thể lựa chọn làm rùa đen rút đầu vậy hiện tại hắn đã hoàn toàn có khả năng thay đổi tất cả để tránh tai nạn xảy ra tầng chính không chút do dự dung hợp năng lực nghiên cứu khoa học của hồi Thái Lan. Theo đại não của hắn một mảnh thanh minh. Phản phất có từng đạo gông xiền vô hình bị đánh vỡ. Khiến cho tư duy của tầng chính trở nên sinh động trước nay chưa từng có. Một số vấn đề nghiên cứu khoa học vốn quấy nhiễu mình trở nên đơn giản như đề toán của học sinh tiểu học. Lúc này tầng chính cảm giác đại não của mình giống như biến thành một cổ máy tính thiên thể có trí tuệ không có bất cứ chuyện gì có thể làm khó được chính mình mỗi giây đều có vô số tia lửa cảm hứng va chạm trong đầu mình mỗi một ý niệm trong đầu đều có thể đem sở học sở thức của mình thông hiểu đạo lý cũng kéo dài ra vô số phỏng đoán mới thậm chí tầng chính cảm giác đại não của mình có thể tiến hành thí nghiệm mô phỏng như siêu toán từ đó có thể dự đoán thành công của thí nghiệm và tưởng tượng của mình mà không lãng phí thời gian công sức và vật liệu khả năng bình thường của bút tuy rằng hắn không có đạt được các loại tri thức của hồi Thái Lan. Nhưng loại năng lực học tập cường đại này lại có thể làm cho hắn nhanh chóng nắm giữ các loại tri thức. Chỉ cần cho anh ta đủ thời gian. Dù là không có cái này trái lương tâm kỹ năng hắn cũng có lòng tin có thể dẫn dắt Long Quốc lao ra làm tin. Hướng tới vũ trụ. Chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ chỉ thuộc về người địa cầu. Chắc chắn rồi nếu như có thể để cho hắn đạt được một ít siêu cấp chiến sĩ tương quan tư liệu vậy tốc độ này còn có thể tiến thêm một bước tăng lên ts bài này nhân vật chính thiên phía sau màn tương lai sẽ trở thành lam tinh chủ thần cho nên trợ giúp quốc gia chính là đang trợ giúp chính mình không tồn tại liếm không liếm vừa nói không không hai thần kỷ huyễn tưởng người sáng lập bạn đang nghe tại truyện chấm audio chào tiến sĩ tần chào ông chủ chào Tần Tổng. Tần Chính Long hành hổ bộ đi vào trong phòng thí nghiệm của mình. Dọc theo đường đi gặp được các nhân viên nghiên cứu khoa học nhau nhau chủ động tiến lên chào hỏi. Trên mặt đều mang theo vẻ tôn kính phát ra từ nội tâm. Tần Chính bảo trí tuệ nhân tạo của mình điều chỉnh toàn bộ tài liệu cần thiết. Sau đó đi tới phòng thí nghiệm riêng của mình. Trực tiếp dùng hai tay phối hợp cánh tay máy móc chế tạo ra một quả, lò phản ứng phương châu chỉ to bằng bàn tay ánh sáng màu lam lúc sáng lúc tối, thần bí mà mỹ lệ. Bởi vì áp dụng công nghệ nhiệt hạch hạt nhân lạnh cùng loại với ẩn Man. Cho nên chẳng những hoàn toàn vô hại, hơn nữa công hiệu kinh người. Mặc dù chỉ to bằng bàn tay, nhưng năng lượng sinh ra cũng đủ để cung cấp cho một thành phố nhỏ. Tuy rằng chỉ là đem kỹ thuật vốn có thu nhỏ lại, nhưng hàm lượng kỹ thuật trong đó lại hoàn toàn không cùng cấp bậc nếu Tần Chính hiện tại đem kỹ thuật này công bố ra ngoài. Chắc chắn có thể gây ra một trận động đất trên toàn thế giới. Với sự trỗi dậy của các nguồn năng lượng mới, sẽ phá vỡ hoàn toàn bá quyền đô. La dầu mỏ của Mỹ. Nhưng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước tầng chính đã biết những kia đến từ ngoài hành tinh yêu ma quỷ quái rất nhanh sẽ giáng lâm. Tự nhiên là lười đi làm loại chuyện cố hết sức không lấy lòng này. Tần Chính cầm lò phản ứng phương châu trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp khởi động năng lực của người tạo ảo tưởng. Lúc này Tần Chính tựa như thượng đế ở trong đầu biên tập tin tức vật phẩm mình muốn. Năng lượng trong lò phản ứng nhanh chóng bị thân thể Tần Chính hấp thu, sau đó từ lòng bàn tay hắn tuôn ra. Trực tiếp hóa thành vô số nguyên tử hội tụ trong lòng bàn tay hắn. Rất nhanh một chiếc điện thoại mới nhất trên thị trường hiện lên trong tay tầng Chính có rất ít sự khác biệt giữa các tính năng của nó và điện thoại thực. Hơn nữa năng lượng tiêu hao cũng hoàn toàn nằm trong phạm vi tiếp nhận của tầng chính. Nhất thời làm cho hắn rất là kinh hỉ. Sau đó tầng chính lại thử chế tạo súng lục, lựu đạn. Tất cả đều là một lần thành công. Nhất thời khiến hắn có một hiểu biết đơn giản về kỹ năng này. Đầu tiên là hàm lượng khoa học kỹ thuật chế tạo vật phẩm càng cao, năng lượng tiêu hao càng nhiều giống như chế tạo điện thoại di động tiêu hao năng lượng cơ hồ gấp mười mấy lần một khẩu súng lục. Hơn nữa tầng chính lý giải sự vật tiêu hao sẽ tương đối thấp. Nhưng sự vật tầng chính không hiểu tạo ra năng lượng sẽ tăng lên. Sau đó là sức mạnh của vật liệu được tiêu thụ cao hơn. Hiệu suất càng tốt. Năng lượng cần tiêu hao càng cao. Sau khi thử xong khoa học kỹ thuật hiện có, tầng chính hít sâu một hơi. Quyết định chơi lớn tần chính tự như thượng đế ở trong đầu biên tập tin tức vật phẩm mình muốn. Năng lượng trong lò phản ứng Phương Châu lập tức bị rút ra rất nhanh. Bất quá ngay khi tầng chính muốn hoàn toàn hiện ra. Trong đầu thật sự là vang lên cảnh báo. Năng lượng trong lò phản ứng không phải là năng lượng của chính nó. Chế tạo những vật phẩm cấp thấp cũng không sao. Nếu muốn chế tạo một số vật phẩm cao cấp, vậy thân thể mình có thể sẽ bởi vì không chịu nổi lực lượng cùng bạo kia mà bạo thể mà chết. Cho nên nếu tầng chính muốn vượt cấp chế tạo vật phẩm, năng lượng đầu ra của lò phản ứng cần được điều chỉnh trước. Ở cực hạn thân thể của mình có khả năng thừa nhận đi từng chút một đem chế tạo ra. Nói cách khác nếu tầng chính muốn đem vật phẩm hắn vừa tưởng tượng trực tiếp sáng tạo ra. Khả năng của bạn sẽ thất bại trong việc bảo vệ cơ thể của bạn khỏi bị tổn hại nhưng nếu bạn thay đổi nó trong 3 giờ, vậy thì không có vấn đề gì. Sau khi tầng chính sắp xếp xong thời gian, năng lượng trong lò phản ứng lập tức bị năng lực của tầng chính hấp thu. Sau đó hóa thành vô số nguyên tử chậm rãi hội tụ trong tay tầng chính. Khoảng 6 giờ nữa, một khẩu súng laser màu xanh trắng đang xen, tràn ngập phong cách khoa học viễn tưởng hoàn toàn ngưng tụ thành hình trong tay tầng chính mà điều khiến Tần Chính kinh hỉ nhất chính là lúc trước hắn rõ ràng không có bất kỳ nghiên cứu nào về súng laser. Nhưng khi hắn thành công đem khẩu súng laser này sáng tạo ra sau gáy liền tự nhiên xuất hiện các loại kỹ thuật tương quan của súng laser này. Thẳng đến giờ khắc này Tần Chính mới biết năng lực của mình cường đại cỡ nào. Tần chính vẻ mặt hưng phấn cầm khẩu súng laser trong tay lấy phòng thí nghiệm vũ khí của mình. Theo người máy công trình trong trắc nghiệm xếp 50 biên ngắm dày 10cm thành một hàng, Tầng chính trực tiếp bóp cò. Phục. Năng lượng khủng bố ngưng tụ trên hồng súng pháo điện từ. Một chùm tia laser màu xanh trắng bắn ra với tốc độ cực kỳ khoa trương. Trực tiếp xuyên thủng toàn bộ 50 biên ngắm sắt thép phía trước. Hơn nữa còn uy lực không giảm đánh nổ một mấy công trình phía sau roi. Quy lực của nó quả thực khiến người nghe kinh sợ. Đừng nói là nhân viên trong phòng thí nghiệm. Cho dù là bản thân tầng chính cũng phải tặc lưỡi không thôi tuy rằng hắn nghĩ tới uy lực của súng lục laser này có thể sẽ rất mạnh nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến loại trình độ này nếu tất cả quân nhân long quốc đều trang bị vũ khí như vậy đừng nói là thao thiết cho dù là ba đời trở xuống siêu cấp chiến sĩ chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản đáng tiếc duy nhất chính là súng laser này mạnh thì mạnh nhưng chi phí chế tạo lại có chút cao vật liệu chế tạo nòng súng ngắn laser này là hợp kim sắc tối chất liệu của thân súng là một loại siêu vật liệu chịu nhiệt độ cao chưa từng xuất hiện trên trái đất. Ngay cả pin tích hợp cũng là một loại siêu pin tương tự như lò phản ứng ác. Tuy rằng không mạnh bằng lò phản ứng phương châu trong tay tầng chính, nhưng nó cũng đủ để cung cấp năng lượng cho một chiếc xe tải hạng nặng chạy bằng điện để di chuyển một triệu km. Cho nên muốn dựa vào công nghệ hiện có của địa cầu chế tạo ra cơ hồ là không thể nào. Cho dù tầng chính nắm giữ phương pháp chế tạo cũng không được tiếp tục sử dụng năng lực của người sáng tạo ảo tưởng để sáng tạo. Nhưng chế tạo một khẩu súng laser như vậy tiêu hao không nhiều hơn 100 tỷ độ điện. Dựa theo hiện tại tiền điện giá cả tính tương đương với 500 ức nhuyễn mùi tệ, cũng đủ một tỷ hộ gia đình bình thường dùng tới 10 ngày. Quan trọng nhất là còn cần lãng phí hắn 6 giờ thời gian để cho hắn một cái nắm giữ xám thái lan nghiên cứu khoa học năng lực đỉnh cấp nhà khoa học đem thời gian lãng phí tại chế tạo laser súng lục phí trên tính giá so sánh quá thấp chắc chắn rồi muốn một chọi một đem súng laser trong tay phục khắc ra mặc dù có chút khó khăn nhưng có phiên bản cao cấp của súng ngắn laser làm tham khảo hắn muốn nghiên cứu ra khẩu súng laser phối hợp thấp vẫn là rất nhẹ nhàng tuy rằng uy lực có thể sẽ giảm xuống nhưng dùng để thanh lý một ít tạp ngư thao thiết bình thường hẳn là vẫn không thành vấn đề. Tần chính dùng kỹ thuật kết nối não bộ truyền kỹ thuật chế tạo súng lục laser vào trong máy tính lượng tử quan của mình. Sau đó, nó được gửi trực tiếp đến các nhà nghiên cứu có liên quan. Sau khi xác nhận tính đáng tin cậy của người sáng lập ảo tưởng, tần chính liền bắt đầu nghiên cứu dùng năng lực của người sáng lập ảo tưởng để cường hóa tố chất thân thể của mình dù sao đề cao tố chất thân thể của mình chẳng những có thể đề cao năng lực tự vệ của mình. Cũng có thể đẩy nhanh giới hạn hấp thu năng lượng của bản thân. Mà nếu đã đi tới siêu thần vũ trụ, chế tạo một thần thể ba đời không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá khi hắn nhìn thấy thời gian khủng bố cần thiết, hắn trực tiếp lựa chọn buông tha. Cho nên tầng chính sau khi trải qua một phen thí nghiệm trực tiếp đem ánh mắt đặt lên gian siêu nhân. 003 sáng lập siêu nhân ghen. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Có lẽ siêu nhân không phải là người có tiềm năng lớn nhất. Cũng không phải mạnh nhất. Nhưng tiềm năng như Superman là vô hạn. Hơn nửa gen phơi nắng có thể trở nên mạnh mẽ lại là thứ tầng chính cần nhất. Sau khi đạt được năng lực sáng tạo phát minh của sói xám. Năng lực phát minh chính là vốn liếng lớn nhất của tầng chính trên thế giới này hắn không có khả năng buông tha ưu thế lớn nhất của mình đi khổ ha ha thông qua tu luyện đi trở nên mạnh mẽ. Cho nên những huyền huyễn tu tiên hệ thống trực tiếp bị hắn buông tha. Dùng phương pháp tín ngưỡng thành thần là được. Hơn nữa cũng không cần hắn tu luyện. Nếu nó có thể đánh cắp niềm tin của các thiên thần. Ở giai đoạn trước tốc độ thăng cấp chỉ sợ so với siêu nhân còn nhanh hơn. Nhưng bởi vì sự phụ thuộc vào niềm tin quá cao cuối cùng vẫn bị tần chính buông tha nếu trong tình huống không có lựa chọn tự nhiên là một lựa chọn không tồi nhưng dưới tình huống có lựa chọn tần chính vẫn không muốn bị quản chế bởi bất luận kẻ nào so sánh với các hệ thống lực lượng khác đẳng cấp ban đầu của đại siêu tương đối thấp chính là một nhân loại bình thường cho nên gian siêu nhân tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất hiện nay của tần chính theo tần chính ở trong đầu lựa chọn các loại năng lực siêu nhân năng lượng trong lò phản ứng tầng chính phương châu bắt đầu tiêu hao rất nhanh. Mới đầu còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của tầng chính. Nhưng theo tầng chính ở trong đầu hồi tưởng lại thành tích liên quan cùng với tiềm lực tương lai của đại siêu. Thời gian cần thiết nhất thời tăng vọt tới một thời gian tầng chính ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Được rồi, ta quả nhiên vẫn nghĩ có chút quá đơn giản. Dù sao ta chỉ là đạt được năng lực phát minh của hồi Thái Lan, mà không phải chân chính hồi Thái Lan hơn nữa cho dù là hôi thái lan chỉ sợ cũng không phát minh ra huyết thanh siêu nhân chân chính mặc dù tôi đã có được năng lực này nhưng còn phải tuân theo pháp tắc căn bản nhất là bảo toàn năng lượng cho nên thiết kế mặc dù có thể táo bạo nhưng không thể vô não cho nên lúc đầu kỳ thật cũng không sao bởi vì siêu năng lực siêu não bộ siêu tốc độ siêu phòng ngự thì lực nóng phơi nắng có thể trở nên mạnh mẽ những năng lực này kỳ thật cũng không hiếm thấy nếu hạn mức cao nhất là thời gian cần thiết của người tổ quốc thì hoàn toàn nằm trong phạm vi tiếp nhận của tầng chính. Nhưng sau khi tầng chính tưởng tượng ra tiềm lực siêu lớn thì lập tức thoát ly phạm trù khoa học này. Dù sao đại siêu chỉ hấp thụ ánh sáng và bức xạ của mặt trời trong hơn 20 năm trên trái đất. Trên lý thuyết cho dù là mạnh hơn nữa cũng phải có giới hạn. Nhưng với năng lượng này, ông có thể kéo trái đất và thậm chí dập tắt mặt trời bằng cách thở ra. Nếu như là xuất hiện ở trong tiểu thuyết, hoặc hình mọi người chỉ là xem vui vẻ a, à, tự nhiên là người nói cái gì chính là cái đó. Nhưng Tần Chính muốn chân chính chế tạo ra nó, hiển nhiên không phải dùng một câu gian đặc thù, biến dị là có thể giải thích. Cho nên Tần Chính muốn lợi dụng năng lực của người sáng lập ảo tưởng, chế tạo một huyết thanh có được lực lượng như vậy mặc dù không phải là không thể. Thậm chí trong nháy mắt đạt được năng lực thời kỳ đại siêu toàn thịnh cũng có thể làm được nhưng e rằng phải tiêu hao toàn bộ năng lượng của tất cả hành tinh vũ trụ siêu thần mới có thể hiện ra. Dù sao dùng năng lượng hành tinh vũ trụ chế tạo một cường giả có tiềm lực đánh nổ cấp vũ trụ mới là hợp lý. Với kinh nghiệm thất bại lần này, tầng chính đầu tiên là lợi dụng vật liệu còn lại để làm ra hai lò phản ứng phương châu. Được sử dụng làm nguồn điện dự phòng cho các lò phản ứng lớn. Cung cấp năng lượng cho các phòng thí nghiệm kết nối các lò phản ứng lớn. Sau đó Tần Chính lại thiết kế ra một thiết bị chuyển đổi năng lượng nối liền lò phản ứng cỡ lớn. Sau khi dặn dò những điều cần lưu ý tiếp theo của nhân viên trong phòng thí nghiệm, Tần trực tiếp nằm vào trong thiết bị chuyển đổi năng lượng. Bởi vì học được bài học lúc trước, Tần Chính có lòng tin có thể một lần nữa cấu tạo ra huyết thanh siêu nhân thích hợp với mình. Nhưng khi hắn cẩn thận suy nghĩ một phen sau đột nhiên phát hiện mình tự hồ là bị đại siêu lực lượng cho hạn chế. Kết cấu cũng có chút nhỏ nếu đều là bịa đặt vậy tự nhiên là mạnh như thế nào thì mạnh như thế nào cho nên tần chính nhắm hai mắt lại không ngừng chỉnh hợp các loại năng lực mình muốn sau đó bắt đầu thử hòa làm một thể đầu tiên thực lực ban đầu không cần quá mạnh bởi vì ban đầu càng mạnh tiêu hao càng lớn nhưng tiềm lực lại nhất định phải lớn cho nên tần chính đem đại siêu cùng hủy diệt nhật năng lực kết hợp sáng tạo ra chính mình cái thứ nhất năng lực vô hạn tiến hóa. Để cho tầng chính thân thể có thể thông qua hấp thu ám năng lượng, hành tinh năng lượng, thiên địa linh khí, mà pháp nguyên tố các loại siêu phạm năng lượng, toàn phương vị, vô hạn đề cao tự thân, tố chất thân thể cùng với linh hồn cường độ. Hơn nữa sẽ căn cứ hấp thu năng lượng bất đồng, tự nhiên thức tỉnh một ít năng lực liên quan. Ví dụ, hấp thụ năng lượng của các ngôi sao có thể sử dụng thị lực nhiệt hấp thu thiên địa linh khí là có thể sử dụng tiên thuật. Hấp thu ma pháp nguyên tố là có thể thi phóng ma pháp vân vân. Để tầng chính đến thế giới nào cũng có thể nhanh chóng thích ứng. Chắc chắn rồi. Vì khoa học lý thuyết, ông đặt tỷ lệ hấp thụ và chuyển đổi năng lượng trong một phạm trù tương đối hợp lý. Tốc độ hấp thu năng lượng sẽ theo cường độ thân thể tầng chính đề cao mà không ngừng đề cao. Mà năng lượng cần tiêu hao để thăng cấp cũng tăng lên gấp bội, Đến hậu kỳ hắn chỉ sợ một giây là có thể hấp thu một viên hàng tinh. Cho nên mạnh thì mạnh, nhưng cũng sẽ không quá mức nghịch thiên. Bởi vì muốn trưởng thành đến trình độ cao nhất trong nguyên tác, tầng chính tối thiểu cũng phải hấp thu năng lượng của mấy chục tỷ ngôi sao. Tuy rằng vừa nghe có chút khoa trương, nhưng chỉ riêng giải ngân hà đã có 200 tỷ ngôi sao. Số lượng ngôi sao trong toàn vũ trụ có lẽ còn nhiều hơn cả các trên trái đất cho nên có thể dùng chút năng lượng này tạo nên một cường giả có thực lực cực hạn vũ trụ đơn thể đã có thể nói là rất tiết kiệm năng lượng. Nếu để cho khải toa, tạp nhĩ những đại thần này biết chỉ sợ có thể đố kỵ đến trực tiếp điên mất. Không không bốn tiềm lực vô hạn siêu thần thân thế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tần chính cảm nhận một chút thời gian cần thiết để chế tạo. Sau khi xác nhận vẫn còn trong phạm vi tiếp nhận của mình, hắn lại tăng thêm năng lực tự chữa bệnh siêu cường. Có thể trong chiến đấu dựa trên đặc điểm khả năng của đối phương, không ngừng tiến hóa ra khắc chế đối thủ năng lực, đi thích ứng hết thảy hoàn cảnh cùng địch nhân. Sau khi bị giết còn có thể sống lại, cũng tiến hóa ra phương pháp đối phó. Không thể giết chính mình hai lần theo cùng một cách. Sau đó là khả năng biolikan stand của Superman. Loại kỹ thuật có thể công có thể thủ này còn có thể che chắn tin tức ngầm là thiết yếu nếu không trước mặt các đại thần tần chính sẽ không có bí mật gì đáng nói đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn hắn ngay từ đầu muốn lựa chọn gian siêu nhân sau đó là khả năng di chuyển trong nháy mắt có năng lực này có thể khiến tần chính khi gặp phải kẻ địch thì trực tiếp chạy trốn và cuối cùng là khả năng ngoại cảm không chỉ có thể đọc suy nghĩ ký ức của người khác nó cũng có thể trực tiếp kiểm soát cơ thể. Thậm chí trực tiếp xóa bỏ. Là kỹ năng thiết yếu của một lão lục hoặc là vốt đứng sau màn. Ngoài những khả năng cơ bản này, tầng chính còn cấu tứ cho mình một năng lực lĩnh vực tương tự như hùng tâm. Hiệu quả của nó là tiêu thụ năng lượng để tạo ra một lĩnh vực. Tầng chính chỉ cần ở trong lĩnh vực hắn có thể điều động năng lượng hành tinh chung quanh, ám năng lượng, thiên địa linh khí các loại năng lượng siêu tự nhiên đi làm bất cứ chuyện gì mình muốn làm bất kể là đảo ngược sinh mệnh đảo ngược nhân quả hay thao túng thời gian nhưng hiệu quả cụ thể sẽ bị cường độ linh hồn của mình ảnh hưởng cũng là tinh thần lực về phần tại sao phải thêm lĩnh vực và bị cường độ tinh thần ảnh hưởng tất nhiên là để tăng tính khoa học và tính hợp lý của nó nếu không năng lượng cần tiêu hao sợ rằng không phải so với chế tạo một cái đại siêu còn nhiều hơn tuy rằng năng lực tần chính thiết lập cho mình đồng thời bảo đảm tiềm lực của mình tăng thêm rất nhiều hạn định nhưng tần chính vẫn dùng thời gian hơn một năm mới phát hiện ra huyết thanh siêu nhân này phải nói là huyết thanh siêu thần đây cũng chính là tần chính đã sớm chuẩn bị khoan năng lượng hơn nữa những năng lượng đi qua thân thể mình cũng sẽ giữ lại một ít năng lượng duy trì tiêu hao hàng ngày của hắn nếu không kế hoạch hiện tại của hắn chỉ sợ đã sớm vì tần chính chủ động gián đoạn mà thất bại nếu không phải tầng chính có năng lực mô phỏng thí nghiệm. Có thể không ngừng mô phỏng các loại thí nghiệm trong đầu. Chỉ sợ chỉ là cái kia hơn 300 ngày đêm cô độc có thể đem hắn tra tấn điên mất. Theo một bình huyết thanh hoàn toàn ngưng tụ thành công trong tay tầng chính. Anh không hề chần chừ. Trực tiếp đâm vào tim mình. Sau đó không chút do dự đem huyết thanh bên trong tim vào trong cơ thể. Một cổ lực lượng thần bí nhất thời từ trong tim tầng chính tuôn ra. Một sức mạnh không thể tả nổi hiện lên trong cơ thể hắn. Xương cốt cả người phát ra tiếng vang lọc bọc như đậu sao. Tốc độ trao đổi chất không ngừng tăng nhanh. Các chất độc hại được thải ra khỏi cơ thể một cách nhanh chóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần chính có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều đang hoang hô, nhảy nhót. Khi thân thể tần chính được huyết thanh hoàn toàn cải tạo, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đã từ trong ra ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vốn tần chính tuy rằng cũng là một đài soái ca thập phận anh tuấn nhưng vì ngâm mình trong phòng thí nghiệm quá lâu hơn nửa tuổi trẻ khinh cuồng không có quá nhiều tiết chế thân thể đã sớm ở vào trạng thái á khỏe mạnh mà lúc này tần chính chẳng những làn da càng thêm hồng nhuận trạng thái tinh thần cũng rất tốt ngay cả sức mạnh xương mật độ cơ bắp, tỷ lệ cơ thể cũng trở nên hoàn hảo hơn. Nếu bây giờ có người cởi áo bơ trắng rộng thùng thình trên người tầng chính ra, sẽ phát hiện dáng người vốn hơi gầy gò của hắn đã trở nên hoàn mỹ như đau gọt búa đục. Mà điều khiến tầng chính hài lòng nhất chính là thân thể hắn bây giờ giống như biến thành hố đen. Điên cuồng hấp thụ những bức xạ mặt trời và năng lượng tối tự do trong không khí. Làm cho hắn giống như tắm rửa trong suối nước nóng lỗ chân lông cả người giãn ra. Mỗi một tế bào trong cơ thể dường như đều phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Tiến hóa theo hướng mạnh hơn. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những điều này chính là các nguyên tử trong cơ thể tầng chính sau khi hấp thu những năng lượng này có thể sinh ra phản ứng tương tự như phản ứng tổng hợp hạt nhân. Liên tục không ngừng phóng thích ra năng lượng. Năng lượng hàng tinh, năng lượng tối các loại bị hắn hút vào trong cơ thể thì có thể coi là nhiên liệu hạt nhân cho nên chỉ cần hấp thu rất ít một bộ phận có thể làm cho hắn bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Mà thân thể tầng chính sau khi bị những năng lượng phóng thích này cường hóa có thể hít vào càng nhiều năng lượng. Đồng thời cũng sẽ giải phóng nhiều năng lượng hơn, hình thành tuần hoàn lành mạnh. Đây chính là bí mật tiến hóa vô hạn của hắn. Mà sau khi tầng chính thực lực cường đại đến trình độ nhất định, mỗi một nguyên tử trong cơ thể hắn tương đương với một ngôi sao mà làm vô số hành tinh tụ thể, thực lực của tầng chính tự nhiên là có thể đạt tới một độ cao khó có thể tưởng tượng. Ông ấy muốn tạo ra thứ gì đó thì không cần phải lắp lò phản ứng bên ngoài. Tầng chính nắm chặt nắm đấm của mình. Sau đó lại thử nhảy hai cái. Hết sức hài lòng. Mặc dù đột nhiên đạt được lực lượng cường đại như vậy. Nhưng hắn cũng không giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết kia hóa thân thành cuồng ma phá nhà lúc này lực khống chế thân thể của tầng chính chẳng những không giảm xuống. Ngược lại còn đề cao tới một trình độ cực kỳ khoa trương. Hiện tại chỉ sợ hai tay tầng chính so với tất cả máy móc thiết bị trên địa cầu đều tinh chuẩn và vững vàng hơn. Tuy rằng tố chất thân thể hiện tại của tầng chính so với lúc trước chỉ tăng lên khoảng hai lần. Nhưng tiềm lực của hắn lại cường đại hơn tất cả mọi người trên thế giới này cộng lại. Sau đó tầng chính lại thử nghiệm một chút các loại năng lực trong tưởng tượng của mình hết sức hài lòng người sáng lập ảo tưởng này không hổ là xuất thân từ năng lực thế giới không khoa học của thiếu nhi mạng quả nhiên là già trẻ không gạt các loại tưởng tượng của mình cơ hồ đều thực hiện hoàn mỹ khiến tầng chính rất là hài lòng đáng tiếc duy nhất chính là tầng chính dùng huyết thanh này sáng tạo ra tiêu hao năng lượng tuy rằng cũng không tính là cao sau này thực lực của mình cường đại lên thậm chí chế tạo số lượng lớn cũng có thể nhưng muốn phổ cập quy mô lớn lại là không thể nào. Không phải tầng chính không muốn. Mà là huyết thanh siêu thần này là dùng năng lực người sáng tạo ảo tưởng của tầng chính sáng tạo ra. Cơ hồ có thể nói là vì tầng chính mà đo thân. Cho nên hắn tiêm vào không có bất cứ chuyện gì ngoại ý muốn phát sinh, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu như đổi một người tiêm vào, coi như là có được bốn đời thần thể ke chỉ sợ cũng sẽ bởi vì không chịu nổi loại kia khủng bố lực lượng mà dẫn đến gian sụp đổ tuy rằng không đến mức trực tiếp tử vong nhưng sẽ làm cho nàng thời khắc nào cũng bị vây trong trạng thái trọng thương hiệu quả tương tự như bị thí thần vũ trọng thương chỉ là hiệu quả càng thêm khủng bố cho nên ngoại trừ tầng chính chỉ có hậu duệ trực hệ của hắn mới có thể đạt được năng lực tương tự nhưng vẫn có khả năng thất bại rất lớn cho nên năng lượng cần thiết để chế tạo huyết thanh siêu thần mặc dù không nhiều lắm nhưng muốn chế tạo số lượng lớn biến thái như tầng chín là không thể nào Không năm sản xuất hàng loạt siêu cấp chiến sĩ kế hoạch bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhưng có kinh nghiệm chế tạo huyết thanh siêu thần này trong đầu tầng chín đã đạt được phương pháp chế tạo huyết thanh siêu thần có lẽ trực tiếp đem một chọi một khắc ra có chút khó khăn nhưng muốn chế tạo một lượng lớn huyết thanh siêu nhân phiên bản tổ quốc nhân lại cực kỳ dễ dàng. Tuy rằng hiện tại tầng chính còn không có được khắc tinh gian và hủy diệt nhật gian quan trọng nhất trong huyết thanh siêu thần. Nhưng lại có thể trực tiếp dùng máu của mình thay thế. Nhưng vẫn là cùng một vấn đề. Bởi vì gian của tầng chính quá mức bá đạo. Cho dù trải qua pha loãng sau một vạn người cũng chưa chắc có một người có thể thành công mà một khi thất bại bọn họ sẽ bởi vì gian sụp đổ mà tử vong. Cho nên tầng chính mặc dù có thể chế tạo, nhưng nó không được sản xuất. Nếu không gia nhập huyết dịch của mình thì có thể nghiên cứu một chút. Hơn nữa dựa vào kỹ thuật hiện tại của Long Quốc. Cho dù là không cần mình ra tay muốn chế tạo ra cũng không phải quá mức khó khăn. Chỉ là tỷ lệ thất bại cũng không thấp. Tầng chính phỏng chừng tối đa cũng có thể đạt tới một phần năm trình độ nếu là những binh vương đã trải qua muôn vàng thử thách hoặc là những vận động viên đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp có thể đạt tới một phần ba, nhưng nhiều nhất cũng chỉ như vậy. Nếu muốn tăng tỷ lệ thành công lên 100%, chỉ sợ tầng chính phải chuyên môn nghiên cứu một hai tháng mới có thể làm được. Nếu là bình thường thì không có gì. Nhưng hiện tại thao thiết sắp xâm lấn, những cái kia ngoài hành tinh kẻ xâm lược nhóm hiển nhiên là sẽ không cho hắn thời gian này và so với việc tiếp tục nghiên cứu huyết thanh siêu chiến binh với sản phẩm chuyển tiếp này. Còn có rất nhiều dự án quan trọng hơn đang chờ đợi hắn. Cho nên tầng chính cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian vào dự án này. Nhiều nhất chính là đem nó giao cho thủ hạ những người khác đi nghiên cứu. Tần chính duỗi lưng một cái, một lần nữa nằm vào trong khoang chuyển hóa năng lượng. Là một tên ở thế giới này đã sinh tồn hơn 20 năm đặc thù xuyên Việt giả. Tần Chính đã sớm thật sự coi thế giới này là nhà của mình. Anh ta không cảm thấy ít thuộc về nơi này hơn trái đất trong ký ức đó. Thậm chí bởi vì quan hệ thời gian có thể còn sâu sắc hơn một chút. Dù sao tầng chính của địa cầu chỉ là một cô nhi bình thường không có gì đặc biệt. Không nhà, không xe, không tiền gửi ngân hàng. Không có đối tượng. Cũng không có bất kỳ ràng buộc nào. Anh ấy không phải là loại thánh nhân, thế giới hôn tôi đau đớn và tôi trả lời bằng bài hát. Cho nên muốn nói hắn đối với thế giới kia yêu có bao nhiêu thâm trầm kia tuyệt đối là gạt người. Nhưng tầng chính của Lam Tinh chẳng những có địa vị xã hội cao thượng. Một tay dốc sức làm ra sản nghiệp khổng lồ. Có vô số bạn tốt đã từng phát sinh quan hệ với hắn. Còn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Nếu có người muốn đoạt tất cả những thứ này khỏi tay hắn, đó chính là đang cắt thịt hắn cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng giữ ngôi sao xanh giữ ngôi sao xanh của riêng mình ít nhất cũng phải bảo trụ long quốc là mục tiêu chủ yếu kế tiếp của hắn bất quá hiện giờ lực lượng của tần chính còn chưa đủ để nghiện ép hết thảy vì sự an toàn của bản thân và gia đình hắn sẽ trốn đằng sau hậu trường trước thể hiện giá trị của mình đồng thời cũng sẽ không quá mức khiến người ta chú ý cho nên nâng cao thực lực tổng thể của Long Quốc liền biến thành một lựa chọn phi thường không tồi. Tần chính suy nghĩ trong đầu nửa ngày, trực tiếp nhìn trái ác ma. Nâng cao sức mạnh của một chiến binh bình thường của Long Quốc với khả năng này gần như không có bất kỳ nguy hiểm và tác dụng phụ gần như không đáng kể chắc chắn là một lựa chọn rất tốt. Mà đối với năng lực trái cây lựa chọn, tầng chính cơ hồ theo bản năng liền lựa chọn quả lựu đạn khiến vô số người nhớ mãi không quên vốn tầng chính cho rằng tiêu hao thời gian rất lâu. Nhưng khi chính thức sáng tạo ra tầng chính mới phát hiện tiêu hao thấp hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Nói cách khác ác ma quả ở năng lực của mình xem ra vẫn là rất khoa học. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Trong thế giới hải tặc vốn đã có kỹ thuật nhân tạo quả ác ma. Chứng minh quả ác quỷ có thể được khoa học sáng tạo ra. Mà ở thế giới này trao cho người khác siêu năng lực cũng không phải là chuyện lớn. Morgana đã làm những việc siêu năng lực mà những người tin tưởng cô đã ban cho. Trong đó nổi danh nhất chính là Mông Kỳ Dê, người phát ngôn của Morgana tại Lam Tinh. Theo năng lượng trong lò phản ứng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể tầng chính. Sau đó xuất ra từ lòng bàn tay của hắn. Chỉ là không đến một giờ thời gian liền hóa thành một quả quả ác ma hình dứa màu vàng. Chính là quả sấm sét làm cho vô số hải mễ đắm ngực dậm chân kia bởi vì khả năng của trái quỷ cần được khai thác. Cho nên tiêu hao cũng không tính là lớn. Đại khái không khác nhiều so với súng laser. Nhưng bởi vì hiện tại cường độ thân thể tầng 9 đề cao trên diện rộng, thời gian tiêu hao cũng giảm xuống trên diện rộng. Sau đó tầng chính lại thử chế tạo hình thái cá quả thanh long. Siêu nhân hệ. Quả phẫu thuật. Sau đó liền phát hiện đồng dạng đều là quả ác ma. Nhưng tiêu hao lại không giống nhau trong đó tiêu hao lớn nhất quy tắc loại siêu nhân hệ quả. Sau đó là huyễn thú chủng. Quả hưởng lôi tiêu hao lại là nhỏ nhất. Tần chính hấp thu toàn bộ tin tức liên quan đến quả ác ma. Lông mày nhất thời nhíu chặt lại. Trong đầu tần chính hiện tại tuy rằng đã nắm giữ kỹ thuật nhân tạo quả ác ma. Nhưng muốn sản xuất lượng lớn vẫn có chút khó khăn. Bởi vì kỹ thuật nhân tạo quả ác ma khó đạt được nhất chính là nhân tố huyết thống. Cho nên nếu tầng chính muốn lợi dụng kỹ thuật hiện tại chế tạo quả ác ma. Vậy ít nhất phải có một người có năng lực trái ác ma liên tục không ngừng cung cấp hệ số huyết thống. Cho nên tầng chính sau khi suy nghĩ nhiều lần lại chế tạo ra một quả trái cây môn môn, một quả trái cây vũ khí, một quả trái trắng, một quả trái cây chữa khỏi, một quả quả não, một quả nuốt chửng trái cây, một quả tăng gấp bội cùng với một quả trái cây bồng bềnh sở dĩ những quả này được chọn là bởi vì bọn họ ở trong chiến đấu sau đó có thể phát huy tác dụng to lớn quả não có thể được các nhà khoa học sử dụng trái cây chữa bệnh cho bác sĩ ăn quả trắng có thể được sử dụng để phòng thủ nuốt trái cây có thể được sử dụng để tổng hợp kim loại mà trái cây bồng bềnh có thể chế tạo cứ điểm trên không trung nhân quả vũ khí quả đều là dùng để công kích cửa trái cây là dùng để làm phụ trợ về phần các loại trái cây như chấn chấn quả, thịt cầu quả tuy rằng rất mạnh, nhưng cần tố chất thân thể cường đại chống đỡ. Dùng để bồi dưỡng cường giả còn tốt, dùng để phổ cập quy mô lớn rõ ràng là không thích hợp. Cho nên tầng 9 cân nhắc phổ cập huyết thanh siêu cấp binh sĩ phiên bản Mỹ quy mô lớn trước. Sau đó phối hợp với quả ác ma là có thể chế tạo ra bộ đội sánh ngang thậm chí vượt qua siêu cấp chiến sĩ đời thứ nhất có thể làm cho quân nhân Long Quốc khi đối mặt với những người ngoài hành tinh xâm lớn có được sức chiến đấu một trận, không đến mức chỉ có thể làm khán giả. 006 tầng chính thủ hạ thứ nhất siêu cấp binh sĩ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio 3 ngày sau Tần chính chỉnh hợp ký ức trong đầu một chút. Thành công chế tạo ra một lọ huyết thanh siêu binh cấp bậc giữa phiên bản tổ quốc, huyết thanh siêu nhân, và phiên bản Mỹ, huyết thanh siêu binh huyết thanh Super Sodi bình thường có thể đạt được 25 tấn sức mạnh sau khi tiêm. Nhưng bình này tầng chính phỏng chừng có thể làm cho người tiêm có sức mạnh 100 tấn. Nhưng cũng vậy. Tính nguy hiểm cũng cao hơn so với phiên bản bình thường, huyết thanh siêu binh sĩ. Cho dù là những binh vương kia đến tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua một phần năm. So sánh với serum thông thường chi phí chế tạo bình huyết thanh này cũng cực kỳ cao bình thường, huyết thanh siêu binh sĩ, giá thành khoảng 10 triệu. Nhưng bình, huyết thanh siêu cấp binh sĩ cường hóa, giá thành lại trên 200 triệu. Tần chính thưởng thức bình huyết thanh mà mình đã phối chế 3 ngày nay. Trực tiếp gọi tài xế kim bảo tiêu lôi hổ của mình tới. Hắn từ lúc 15 tuổi đã đi theo bên cạnh mình. Trong khoảng thời gian mình phát hiện huyết thanh siêu thần cũng một mực yên lặng bảo vệ mình. Chẳng những tận chức tận trách, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa còn nghiêm túc phụ trách tận chính đối với việc này vẫn rất hài lòng hổ ca ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao muốn lôi hổ hơi ngẩn ra sau đó không chút do dự nói là đặc chủng binh vương của bộ đội bí mật long quốc anh ta có thể nói là một người lính trong quân đội để báo thù cho em gái mình bị lừa bán đến miền bắc myanmar hắn từng một mình một ngựa giết chết hơn một ngàn thành viên của thế lực hắc ám ở miền bắc myanmar trong vòng một tháng thậm chí còn trước mặt mọi người giết chết mấy chục quan chức cấp cao myanmar và bắc kinh làm ô dù cho những người này nếu như không phải sự tình nháo quá lớn hắn lựa chọn chủ động giải nghệ bây giờ chắc chắn là một trong những ngôi sao sáng nhất của quân đội mà tần chính cũng thông qua quan hệ của hoàng lão mà biết được chuyện của lôi hổ cho nên đem thu nhập dưới trướng là người tần chính cực kỳ tin tưởng. Chắc chắn rồi. Để ổn thỏa tần chính vẫn bất động thanh sắc dùng năng lực tâm linh đọc một chút ký ức của lôi hổ. Sau khi xác nhận hắn cũng không phải là người quân đội cố ý sắp xếp tới. Trực tiếp để lại trong đầu một dấu ấn tâm linh trung thành với chính mình. Sau đó mới lấy dược tề mình vừa điều phối ra. Đây là ta một năm này thí nghiệm thành quả, một lò siêu cấp gian dược tề chỉ cần sau khi tiêm vào ngươi kém không nhiều lắm có thể đạt được lực lượng vượt qua 100 tấn cùng thân thể cường hãn có thể ngăn cản công kích vũ khí nóng bình thường, tuổi thọ cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá tỷ lệ thành công chỉ có một phần năm, hơn nữa một khi thất bại ngươi sẽ chết, ngươi hiện tại nguyện ý thử một chút sao? Ta nguyện ý. Lôi hổ không có bất kỳ chần chờ, không chút do dự nói. Hiện tại hắn lẽ loi một mình, không vướng bận gì. Tuy rằng dược tề này tỷ lệ thành công chỉ có một phần năm. Nhưng vì sức mạnh, hắn vẫn nguyện ý thử một lần. Tốt, vậy ngươi đi theo ta đi. Tần chính hài lòng gật đầu. Sau đó trực tiếp mang theo lôi hổ đi tới phòng thí nghiệm của mình. Để nó nằm vào trong khoang năng lượng mình đã sớm chuẩn bị tốt. Quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, nếu như ngươi không chịu nổi lời nói là thật sẽ chết. Lão hổ ta thôi nhân một cái, bản lĩnh khác có thể có, chính là mệnh cứng nhưng nếu như ta thật bất hạnh tử vong vậy phiền toái thiếu gia đem ta ngân hàng tiền gửi ngân hàng toàn bộ quyên cho những thương tàn lão binh đi thiếu gia nhà ngươi ta bề bộn nhiều việc muốn quyên hay là tự ngươi quyên đi tần chính trong lúc nói chuyện trực tiếp đem huyết thanh đâm vào trong tim lôi hổ khi huyết thanh nhanh chóng được cơ thể lôi hổ hấp thu da thịt vốn đầy sẹo lớn nhỏ của hắn chậm rãi đỏ lên mơ hồ có nhiệt khí từ trong lỗ chân lông của hắn trào ra từng sợi gân xanh tựa như dao lông nổi lên ngay cả cơ bắp trên người cũng không tự giác run rẩy mồ hôi mịn màng hiện lên trên trán lôi hổ sắc mặt hắn cũng đột nhiên trở nên tái nhợt hai mắt uy nghiêm của lôi hổ hiện đầy tơ máu vừa nhìn đã phải chịu đựng thống khổ cực lớn nhưng thân là đương sự lôi hổ lại cắn răng không trên một tiếng thời gian từng giây từng phút trôi qua Tuy rằng loại thống khổ này theo thời gian trôi qua không ngừng sâu sắc. Nhưng lôi hổ vẫn luôn cắn răng. Dù là có tơ máu không ngừng từ trong kẻ răng hắn chảy ra cũng không có phát ra dù là một tiếng rên rỉ. Khiến tần chính không khỏi tán thưởng. Lôi hổ này không hổ là binh vương cao cấp nhất Long Quốc. Quả nhiên có ý chí sắc thép. Đừng nói là loại huyết thanh siêu cấp binh sĩ không gia nhập huyết nguyên của mình coi như là phiên bản tổ quốc hắn chỉ sợ cũng có khả năng rất lớn có thể vượt qua. Chắc chắn rồi. Là một người bận rộn, thời gian của Tần Chính cực kỳ quý giá. Cho nên hắn lợi dụng lôi hổ hấp thu huyết thanh lực lượng trong khoảng thời gian này thành công lại chế tạo ra bốn bình huyết thanh. Đây là quà Tần Chính chuẩn bị cho cha mẹ và chị em mình. Nó được tạo ra bởi sức mạnh của người tạo ảo tưởng. Cho nên trên cơ sở vốn có hắn cố ý cường điệu tính an toàn Tỷ lệ thành công gần như có thể đạt tới 100%. Hơn nữa còn tăng thêm công hiệu kéo dài tuổi thọ, thanh xuân vĩnh trú. Có thể làm cho người tiêm đạt tới trên 500 tuổi. Tuy rằng đối với thân thể các loại thuộc tính tăng phúc vẹn vẹn cùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh tương đương, nhưng giá trị chế tạo nhưng là cao hơn siêu cấp binh sĩ huyết thanh mấy trăm lần. Tiêu hao năng lượng gấp mấy chục lần so với huyết thanh siêu binh bình thường cho nên nhất định không phải người bình thường có thể dùng được. Nhưng dùng để gia tăng một ít năng lực tự vệ cho người nhà mình cũng là thập phần không tồi. Dù sao loại huyết thanh này hạn mức cao nhất mặc dù không cao, nhưng tính tương thích lại vô cùng tốt, hơn nữa không có bất kỳ tính nguy hiểm nào. Sau này tầng chính sau khi đánh trống ra năng lực cường đại gì cũng không cần lo lắng vấn đề xung đột nhưng nếu như tầng chính vì các nàng chế tác siêu thần huyết thanh hoặc là tổ quốc nhân bản siêu nhân huyết thanh vậy trước không nói các nạn có thể hay không chịu đựng được. Còn muốn thay đổi năng lực chính là một vấn đề rất lớn. Cảm ơn Trương Ban Phong đã tặng vé tháng và khen thưởng. Cảm ơn con số 17.633 bắt đầu bằng một vé tháng lớn. Cảm ơn các niên rất nhiều. Cảm tạ sở hữu vì tiểu tác giả ném hoa tươi cùng thập phần đánh giá huynh đệ hôm nay còn có hai đến canh ba, tiểu tác giả gõ chữ đi. 007 không phải tộc ta trong lòng ác suy nghĩ khác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Theo thời gian, nỗi đau trên người lôi hổ dần dần biến mất. Giống như sau một ngày mệt nhọc ngâm mình trong suối nước nóng. Chỉ còn lại sự sản khoái từ trong ra ngoài. Mà khi dược hiệu của huyết thanh hoàn toàn biến mất, cửa khoang năng lượng chậm rãi mở ra. Tần chính mỉm cười nhìn lôi hổ nói. Cảm giác thế nào? Lôi hổ nắm chặt nắm đấm của mình, trên mặt màu đồng lộ ra ửng hồng không bình thường, vẻ mặt kích động nói. Tốt, phi thường tốt, ta cảm giác hiện tại mình có thể một tay dơ lên một chiếc xe tăng, cả người phản phất có dùng không hết lực lượng, coi như là một người đối mặt một chi quân đội, thậm chí là một ít tiểu quốc ta đều có lòng tin có thể chiến thắng. Tốt lắm, ngươi trước đi sân huấn luyện thích ứng một chút lực lượng của mình đi sau đó chúng ta cùng nhau về nhà một chuyến hảo thiếu gia sau này lão hổ ta cái mạng này chính là ngài ngài để cho ta đi đông ta tuyệt không đi tây ngài để cho ta bắt chó ta tuyệt không đuổi gà lôi hổ nửa quỳ trên mặt đất trong đôi mắt hổ tràn ngập vẻ kiên định chỉ có sau khi chính thức tiêm huyết thanh hắn mới biết được thứ này có bao nhiêu biến thái nếu như hắn không theo tầng chính chỉ sợ cả đời này cũng không có khả năng đạt được ân Tần chính gật đầu. Lại dùng năng lực tâm linh xem xét suy nghĩ trong lòng lôi hổ. Xác định hắn cũng không có bởi vì đạt được lực lượng cường đại mà sinh ra ý nghĩ không nên có trong lòng khẽ động. Trực tiếp đem một gốc cây toàn thân hiện lên màu xanh lam, trên mặt ngoài phản phất phủ kín vậy trái cây lấy ra, sau đó giao cho lôi hổ đạo. Hổ ca trung thành cũng không thể như thế giá rẻ, ngươi đã đem tánh mạng của mình đều giao cho ta, vậy thì đem viên trái cây này ăn đi. Vâng lôi hổ nhận lấy trái cây không chút do dự liền ăn vào nhất thời khiến cảm quan của tầng chính đối với hắn tốt hơn rất nhiều thật khó ăn với lối vào trái ác quỷ lôi hổ nhất thời nhíu mày lại hiển nhiên mùi vị kia làm cho ngay cả quân nhân đặc chủng đã từng ăn sâu rễ cây thậm chí là chuột chết cũng có chút khó có thể tiếp nhận bất quá mặc dù quả ác ma này khó ăn như thế nhưng xuất phát từ lòng trung thành với tầng chính hắn vẫn là từng ngụm từng ngụm đem trái cây toàn bộ ăn vào. Thấy một màn như vậy, khóe miệng tần chính nhếch lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó hài lòng nói. Rất tốt, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ngươi vừa mới ăn vào chính là một loại tên là động vật hệ, ngư ngư quả, thanh long hình thái, quả ác ma. Bạn sẽ nhận được sức mạnh của hóa thân thành thanh long sau khi ăn nó. Hơn nữa còn có khả năng bay lượn cùng với hô phong hoáng vũ thân thể lực lượng cũng có thể tiến thêm một bước tăng lên ta sau này an toàn liền giao cho ngươi cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể lôi hổ biết những gì tần chính vừa nói hẳn đều là sự thật vốn hắn còn tưởng rằng tần chính sẽ sợ mình vượt quá tầm kiểm soát hãy đặt ra những giới hạn nhất định cho bản thân nhưng không ngờ tần chính lại tăng cường bản thân điều này không khỏi khiến hắn cảm thấy xấu hổ trước sự ngờ vực vô căn cứ đối với tần chính đồng thời độ trung thành đối với tầng chính cũng đạt tới một trình độ hoàn toàn mới. Lúc này lôi hổ bất chấp thể nghiệm lực lượng vừa mới đạt được. Lại nửa quỳ trên mặt đất. Dùng thanh âm càng thêm trịnh trọng, càng thêm kiên định, tự như hành hương tuyên thệ. Cảm tạ thiếu gia ngài đối với ta tín nhiệm, sau này ta lôi hổ chính là trong tay ngài sắc bén nhất đau nhọn, dù là ngài để cho ta hiện tại đi tìm chết, ta lôi hổ cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút lôi hổ đại ca không cần như thế chúng ta ở chung cũng không phải ngày một ngày hai nếu như không phải tin tưởng ngươi ta cũng sẽ không những này trân quý đồ vật giao cho ngươi tần chính nâng lôi hổ dậy cười nói được rồi đi thí nghiệm một chút lực lượng hoàn toàn mới của ngươi đi ta gần nhất danh tiếng như thế thịnh chỉ sợ đã khiến cho một ít người có tâm bất mãn nói không chừng lập tức sẽ có người không mở mắt cho ngươi thí nghiệm loại lực lượng hoàn toàn mới này chỉ cần lôi hổ ta còn có một hơi thở liền tuyệt đối sẽ bảo vệ thiếu gia ngài an toàn. Tần chính nhìn theo bóng lưng lôi hổ rời đi. Trong đôi mắt thâm thúy tựa như tinh không hiện lên một tia quan mang sắc bén. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn vẫn ở trong phòng thí nghiệm. Nhưng bởi vì khống chế sức mạnh tâm linh. Cũng là biết rất nhiều chuyện thú vị. Rất nhiều gián điệp của Deno đã được tìm thấy. Vốn tần chính bởi vì không muốn trơ mắt nhìn Lam Tinh sinh linh đồ tháng là muốn trực tiếp đem siêu cấp binh sĩ huyết thanh kỹ thuật cùng nhân tạo quả ác ma kỹ thuật trực tiếp giao cho quốc gia. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn không có loại ý nghĩ ngay thơ này. Người Denot đã đến Blue Star từ hàng ngàn năm trước. Bọn họ ngoại trừ điều chỉnh gian siêu cấp của mình ra còn lấy các loại thân phận du tẩu giữa các quốc gia. Nếu không phải Long Quốc có tôn ngộ không tồn tại, để cho bọn họ không dám quá mức càng rỡ hiện tại chỉ sợ đức nặc đã sớm mượn xác sống lại ở lam tinh nhưng cho dù là có tôn ngộ không tồn tại bọn họ đối với long quốc thẩm thấu vẫn như cũ không thể khinh thường là một quốc gia thờ phụng những người không phải tộc ta người ngoài hành tinh như đỗ tạp áo lại có thể công khai đạt được quân hàm thượng tướng đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện còn đỗ tạp áo là thượng tướng của long quốc tần chính cũng không tin thủ hạ của hắn chỉ có a kiệt sắc vi Liên Phong và Vũ Cầm. Càng không tin đám di dân Đức Nặc này chỉ có thế lực trong quân đội. Cho nên Tần Chính mặc dù đối với thế giới này Long Quốc có lòng trung thành rất mạnh, nhưng cũng sẽ không lấy hy sinh lợi ích của mình làm đại giới cứng rắn liếm. Hiện tại hắn chỉ là chủ tịch tập đoàn Đại Tần. Hiện tại hắn còn không phải là Lam Tinh chủ thần. Cho nên sau khi trải qua một phen suy nghĩ của Tần Chính, ông quyết định bán hai công nghệ cho chính quyền với một mức giá phù hợp sở dĩ muốn bán là bởi vì hắn biết khi nào hai loại công nghệ này ra đời. Chỉ sợ sẽ rất dễ dàng bị văn minh đức nặc có trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa làm tinh phá giải. Cho nên tầng chính cho dù muốn giấu cũng không giấu được. Thay vì tự mình che giấu, sau đó lại bị đối phương phá giải, khiến cho song phương đều khó coi. Còn không bằng coi đây là lợi ích lớn nhất của mình. Dù sao vô luận là huyết thanh siêu cấp binh sĩ hay là quả ác ma nhân tạo đối với những văn minh tạo thần kia đều chỉ là một ít kỹ thuật lỗi thời. Hắn cũng không cần phải coi nó là cục cưng. Nhưng ở trên phương diện lựa chọn trái cây mình phải một lần nữa kế hoạch một chút. Đầu tiên những năng lực quy tắc loại kia không thể lấy ra. Cho nên tầng chính đem bình phong quả vốn muốn lấy ra đổi thành đại địa quả. Đổi trái cổng thành trái lâu đài sau đó lại chế tạo một ít chim ưng báo săn gấu heo rừng các loại động vật hệ ác ma quả sung túc về phần quả não và quả vũ khí thì bị hắn thu hồi kỳ thật vốn tần chính muốn thu hồi trái cây chữa bệnh bất quá cân nhắc đến trái cây này có thể cứu vớt càng nhiều người hắn liền buông tha tần chính mặc dù phải đề phòng đám di dân đức nặc kia nhưng cũng không muốn bởi vậy liền làm xem vô số quân nhân bình thường tử vong 0084 về thọ địch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngay khi lôi hổ thích ứng với các loại năng lực của mình, tầng chín đầu tiên là đi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lại thay một bộ quần áo mới, để trí tuệ nhân tạo đem tin tức mình chuẩn bị về nhà nói cho người nhà của mình. Tầng chín trực tiếp rời khỏi phòng thí nghiệm dưới sự vây quanh của đám vệ sĩ lôi hổ. Tần Chính ngồi lên chiếc xe Đại Tần Long đằng siêu xa hoa do tập đoàn Đại Tần nghiên cứu chế tạo. Một lần hấp thu trong thiên địa các loại năng lượng, một bên nhắm mắt dưỡng thần, ở trong đầu mô phỏng các loại thí nghiệm. Lúc này ngón tay của hắn vô cùng có tiết tấu gõ vào tay viện ghế ngồi. Có vẻ tâm tình thập phần không tệ. Mà ngay khi đoàn xe tầng chính chậm rãi chạy về phía biệt thự nhà mình. Một hồi âm mưu nhằm vào hắn cũng đã lặng lẽ triển khai. Một người lúc nào cũng nhìn chầm chầm vào camera theo dõi, sau khi nhìn thấy hình ảnh vệ tinh thì tinh thần tầng chính rung lên. Sau đó lấy bộ đàm của riêng bạn ra. Thần sắc kích động mở miệng báo cáo. Ra rồi, tần chính ra rồi, theo hướng dẫn của xe thì anh ta chuẩn bị về nhà. Về nhà sao? Tôi biết rồi, lần này tên chết tiệt này tuyệt đối chạy không thoát. Khoảng 10 phút nữa. Tần chính dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó thú vị khóe miệng không hơi nhếch lên. Mắt thấy đoàn xe của bọn họ đến một ngã tư đường. Một trước, một sau, một trái, một phải bốn chiếc xe tải nặng bấm thời gian từ chung quanh chạy tới. Sau đó gặp nhau ở ngã tư đèn giao thông phía trước. Bao vây đoàn xe của tầng Chính. Và trong bốn container chở hàng nặng này, bốn chiếc thiết giáp động lực thô kịch, khí phách, giữ tận, uy vũ giấu ở trong đó một người da đen ngồi trong thiết giáp động lực nhìn chằm chằm vào chiếc xe của tầng chính qua hình ảnh vệ tinh trực tiếp nói trong bộ đàm bọc thép a à, bố lập tiểu đội xin chú ý a à, bố lập tiểu đội xin chú ý chiếc kia đại tần long đằng lý người chính là tầng chín cũng là chúng ta chuyến này mục tiêu hắn chế tạo vũ khí laser đã có được năng lực thương tổn đến thao thiết máy tính lượng tử ánh sáng mà ông chế tạo cũng đã vượt ra ngoài phạm vi của các nền văn minh tiền hạt nhân ông thậm chí còn phát minh ra các lò phản ứng hạt nhân nhỏ sự tồn tại của hắn đối với chúng ta mà nói chính là một biến số cực lớn nó có thể có tác động rất lớn đến kế hoạch của chúng tôi sau đó cho nên mục đích lần này của chúng ta chính là không tiếc bất cứ giá nào giết chết đối phương thời điểm cần thiết cho dù là tự bạo cũng không phải không thể mọi người đã biết chưa đã biết đội trưởng được rồi chuẩn bị hành động đi chúng ta chỉ có 10 phút. 10 phút nữa quân đội gần đó sẽ đến. Đến lúc đó cho dù là chúng ta cũng không có khả năng chạy trốn. Cho nên tất cả mọi người cho ta đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Tóc chiến tóc thắng. Đội trưởng, ngươi thật sự là quá mực tích. Bất quá chỉ là thổ dân của nền văn minh tiền hạt nhân mà thôi. Những người chúng ta mặc dù chỉ là nhân bản thể, ngay cả siêu cấp chiến sĩ cũng không phải nhưng không nói đến kinh nghiệm chiến đấu phong phú của chúng ta chỉ là dựa vào trên người chúng ta mặc động lực giáp cũng đã đủ để ở trên tinh cầu này nghiền ép hết thảy rồi đúng vậy này động lực thiết giáp mặc dù chỉ là kiểu cũ nhưng cũng là hàng thật giá thật cấp vũ trụ kỹ thuật đối với đám thổ dân lam tinh còn ở vào nền văn minh tiền hạt nhân này mà nói tuyệt đối là đã kích lão hổ địch nhân đã xuất hiện cho ta kiến thức một chút năng lực ngươi mới đạt được đi hả lôi hổ nghe giọng nói bình tĩnh của tầng chính hơi ngẩn ra tuy rằng hắn không biết tầng chính phát hiện như thế nào nhưng vẫn trực tiếp dùng bộ đàm liên hệ bộ đội cùng đại đội cảnh sát giao thông vẫn luôn âm thầm đợi lệnh sau đó trực tiếp dừng xe từ trong xe đi xuống không tốt chúng ta bại lộ trực tiếp hành động ngay khi lôi hổ đem tình huống bên này cùng trong bộ đàm quân đội cùng người của đại đội cảnh sát giao thông nói một lần đội trưởng giấu trong thiết giáp động lực cũng nhận được báo cáo của nội gián. Sau khi bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh, hắn trực tiếp lật tung nóc trương sắt phía trên trọng tạp. Đi thẳng đến chỗ tầng chính ngồi. Động cơ đẩy phía sau bộ giáp năng lượng phun ra ngọn lửa màu xanh. Cầm trong tay một khẩu súng máy ga liên khổng lồ, trực tiếp bóp cò. Tạch 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 tạch. Nòng súng máy ga liên xoay rất nhanh. Lửa cháy phun ra nuốt vào vỏ đạn màu vàng từ trên thân súng rơi xuống. Hàng vạn sợi tóc hóa thành nước lũ sắc thét. Đạn tựa như mưa bay về phía xe của tầng chính. Lại dám công kích thiếu gia nhà ta, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Lôi hổ phản ứng cực nhanh. Chỉ thấy thân thể hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó trực tiếp hướng lên trời động lực thiết giáp phóng tới. Toàn bộ đạn bắn về phía tầng chính đều bị thân thể anh ngăn trở. Theo tiếng kim loại va chạm vang lên vô số tia lửa bắn tung tóe. Toàn bộ viên đạn đều bị thân hình to lớn của lôi hổ chặn lại. Tuy rằng lúc này âu phục màu đen trên người hắn đã bị đạn bắn nát. Nhưng lại không có dù là một chút máu tươi chảy ra. Bởi vì lúc này trên người lôi hổ không biết từ lúc nào đã hiện ra vảy màu xanh lam, tự như một bộ áo giáp mặt ở trên người hắn. Mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy, lôi hổ kia không phải là một nhân loại lam tinh lợi hại hơn một chút sao? sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này? chẳng lẽ hắn lại có gian ác ma sao? nhìn hai sừng đầu, nửa bên mặt đã biến thành đầu rồng, chẳng những trên người phủ kín vẫy, mà ngay cả hai tay cùng hai chân đều biến thành long trảo, phía sau còn có một con lôi hổ đuôi dài. đội trưởng kia lúc này đã bị trực tiếp dọa đến choáng váng. mắt thấy lôi hổ sắp nhào tới, đội trưởng cuối cùng cũng kịp phản ứng, hắn trực tiếp dùng súng máy ga liên trong tay làm khiên chắn ngăn cản công kích của lôi hổ. Tay kia trực tiếp từ phía sau rút ra một thanh trường đao hợp kim dài hơn 3 mét, nhanh chóng quét ngang lôi hổ. Khi Một tay khác của lôi hổ trực tiếp bắt lấy chiến đao hợp kim của thiết giáp động lực. Sau đó há to miệng ra. Một nguồn nhiệt tức trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra. Phục Nhiệt độ cao khủng khiếp trực tiếp làm tan chảy mặt nạ bảo vệ bọc thép. Trực tiếp đem phi công bên trong đốt thành than đen mẹ kiếp đây là tình huống gì quay phim sao lưu sấm đang du đẳng trên đường cái dùng sức dụi dụi hai mắt của mình vẻ mặt không thể tin sấm ca ngươi xem kia hình như là tầng chính đại thần đoàn xe đây là cái nào nước ngoài thế lực muốn ám sát tầng chính đại thần đi mẹ nó không phải tôi đang nằm mơ chứ sao ngay cả thiết giáp động lực cũng làm ra rồi tầng chính đại thần ngay cả quan lượng tử máy tính có thể khống chế hạt nhân nhiệt hạch đều làm ra có động lực thiết giáp lại có cái gì ghê gớm. Nhưng vấn đề là thiết giáp động lực này hình như là của địch nhân. Không tốt, lại có ba cổ thiết giáp động lực hướng xe của tầng chính đại thần đánh tới, hắn sẽ không có chuyện gì chứ. Một đám người nhìn chiến đấu cách đó không xa, xì xào bàn tán. Bọn họ từng người cầm điện thoại di động, không ngừng chụp ảnh, thoạt nhìn là một chút ý thức nguy cơ cũng không có. Hiển nhiên là Long Quốc thời gian dài hòa bình hoàn cảnh đã làm cho bọn hắn quên mất nên như thế nào đi tránh né nguy hiểm. Không không chính Thanh Long hiện thế, trong nháy mắt xâm lấn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tôi là vệ sĩ của tầng chính thiếu gia sao? Sao có thể để các người tiếp cận thiếu gia nhà tôi dễ dàng như vậy? Mắt thấy ba cổ thiết giáp động lực sắp tiếp cận xe của tầng chính, một trận rống giận tự như sấm rền vang lên trên bầu trời chỉ thấy bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên mây đen dày đặc. Vô số lôi điện xuyên qua tận mây. Theo một cổ uy thế giống như núi cao từ trên người lôi hổ phát ra. Thân thể lôi hổ trên bầu trời rất nhanh bành trướng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành một con thanh long thật lớn dài mấy chục thước. Thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, có từng đóa diễm vân vây quanh nó, dưới sự phụ trợ của lôi đình đầy trời tựa như thần long chân chính, uy nghiêm, khí phách. Long uy khủng bố thổi quét toàn trường. Vô số người bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Cho đến giờ khắc này những người qua đường xem náo nhiệt ở hiện trường mới ý thức được tình cảnh hiện tại của mình nguy hiểm cỡ nào. Bất quá ngay khi bọn họ chuẩn bị chạy trốn thì đã muộn. Bởi vì trước cổ long uy khủng bố này, thân thể của bọn họ phản phất đã thoát khỏi khống chế của đại não, đã hoàn toàn không nghe theo sai khiến của mình. Bọn họ bây giờ đừng nói là chạy, liền phản phất là bị người bóp cổ bình thường, liền kêu lên một tiếng cũng đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Bảo vệ thiếu gia Nhưng tố chất đám vệ sĩ của tần chính coi như không tệ. Tuy rằng bị lông uy của lôi hổ dọa đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn vây quanh ô tô của tần chính, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Bùng! Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Ánh lửa ngút trời. Đuôi rồng cực đại của lôi hổ đảo qua. Một chiếc thiết giáp động lực cách xe tầng 9 gần nhất trực tiếp bị thô bạo rút bay lên không trung. Sau đó giống như là bắn pháo hoa, ầm ầm nổ tung. Đây rốt cuộc là quái vật gì, tại sao lại mạnh như vậy? Còn lại hai đài động lực thiết giáp bên trong phi công chỉ cảm giác da đầu tê dại, trong lòng không tự giác sinh ra một cổ sợ hãi cảm xúc. Bất quá vừa nghĩ tới hiện tại chính mình chỉ là một bộ nhân bản người, bọn họ lập tức liền buông tha tất cả tạp niệm trong mắt lộ ra một mặt điên cuồng chi sắc. Bọn họ rất nhanh ở trước mặt cái nút màu đỏ kia nặng nề nhấn một cái, nhất thời có hào quang màu đỏ ở trong buồng lái lóe ra, sau đó phụ trợ hệ thống thanh âm trực tiếp ở trong thiết giáp vang lên. Xin hỏi có mở chế độ tự nổ không? Lưu ý, sau khi kích hoạt chế độ này, áo giáp điện sẽ tự nổ với chi phí tiêu thụ toàn bộ năng lượng, chỉ sau khi bạn nói mật khẩu rõ ràng, nếu không sẽ bị coi là chạm nhầm và tự giải giáp sau 10 giây. Cảnh tượng tương tự cũng trình diễn trong một chiếc thiết giáp động lực khác. Muốn tự bạo Thật sự là quá ngây thơ, vẫn là lưu lại cho ta làm tư liệu sống đi. Ngồi trong xe, Tần Chính đeo một cặp kính tràn ngập phong cách khoa học viễn tưởng. Khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn nhìn như đang không có việc gì thưởng thức chiến đấu bên ngoài, trên thực tế lại là dùng kỹ thuật kết nối não bộ trực tiếp mượn lực tính toán của máy tính lượng tử xâm lấn hệ điều hành giáp động lực của đối phương tuy rằng tường lửa rất tốt nhưng đáng tiếc bọn họ gặp tần chính chỉ là không đến một phút đồng hồ quyền khống chế thiết giáp của bọn họ đã bị tần chính dễ dàng lấy được đây chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao những văn minh cấp vũ trụ văn minh tạo thần sau khi phát triển đến trình độ nhất định đều không nghiên cứu máy móc thông minh cao tới thiết giáp xương ngoài những người bình thường này cho rằng vũ khí rất trâu bò bởi vì thế giới này mạnh nhất cho tới bây giờ cũng không phải thần thể kỹ thuật những cái gọi là tam đại thần tứ đại thần nói trắng ra kỳ thật chính là một cái cửa ra vào. Cái kia đài làm, đại thần, nhóm hậu trường gian động cơ cùng với thiên thể thiên thể máy tính mới là thế giới này mạnh nhất kỹ thuật. Trong bản gốc, sức mạnh tính toán của đám mây hoạt động tích hợp trong giáp đen của hoa hồng tương đương với 10 triệu máy tính thần hà. Mà đó chỉ là mây tính toán bên trong tường vi hát giáp. Không phải động cơ di truyền. Cũng không phải Deno 3. Mà càng không mạnh hơn so với Deno số 3, thiên đạo tháp của Liệt Dương, kho tàng tri thức của Ke Sa, đồng hồ các tính toán lại mạnh tới trình độ nào. Không ai biết. Nhưng có bao nhiêu ngôi sao cần đốt cháy để lái xe đã nói lên rất nhiều điều. Về phần có người nói là tỷ lệ sử dụng năng lượng của bọn họ thấp. Đừng buồn cười nữa. Người Lam Tinh đều biết tiết kiệm năng lượng, đề cao năng lượng chuyển hóa hiệu suất, những đại thần kia sẽ không nghĩ tới người sao xanh đều có dự trữ công nghệ máy tính lượng tử ánh sáng. Những đại thần kia sẽ không nghĩ tới. Cho dù là các nàng không nghĩ tới. Khi bằng vào các nàng kia xem thường một phen, liền trong nháy mắt đọc được một viên tinh cầu mấy ngàn năm số liệu năng lực, người ta cũng đã sớm nắm giữ. Sở dĩ còn chưa bị đào thải khẳng định là có nguyên nhân. Sở dĩ bây giờ vẫn là thần thể kỹ thuật chiếm cứ chủ lưu, vậy nói rõ thần thể đúng là lựa chọn tốt nhất giống như vũ khí lạnh nhất định sẽ bị vũ khí nóng đào thải tần chính cũng không tin nhiều văn minh như vậy sẽ không có một người nào sinh ra ý nghĩ nếu không thể ở thần thể kỹ thuật đuổi kịp các ngươi liền ở phương diện khác vượt qua khúc cua càng không tin những nhân viên nghiên cứu khoa học kia chỉ có hứng thú với thần thể kỹ thuật chỉ là không có treo bọn họ đều thất bại mà thôi chỉ là bởi vì tại những cái kia cấp vũ trụ văn minh siêu toán tạo thần cấp văn minh thiên thể máy tính trước mặt tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật đều sẽ bị trực tiếp tê liệt thậm chí biến thành phản chế vũ khí của ngươi cho nên không đáng đi nghiên cứu mà thôi dù sao càng là vũ khí mũi nhọn thì hàm lượng khoa học kỹ thuật lại càng cao bị khắc chế cũng lại càng nghiêm trọng cho nên thao thiết của nền văn minh cấp vũ trụ còn có gian tinh đã kích phản vật chất nhưng đến thời đại tạo thần ngược lại là phản phát quy chân buông tha các loại đã kích từ xa trực tiếp vật lộn bên người Họ có thoái hóa không? Không. Chỉ là họ không cần nữa. Nếu như không có đại đội hùng binh. Morgana chỉ cần ném vào một ít gen virus là có thể dễ dàng phục diệt toàn bộ Lam Tinh. Không có thiên thần giúp đỡ. Morgana đã trực tiếp làm tê liệt tất cả các thiết bị điện tử của Blue Star. Vì vậy, sức mạnh hủy diệt đơn thuần không bao giờ là điều mà Đức Chúa Trời tìm kiếm. Dùng lực phá hoại đơn thuần đi cân nhắc thực lực của một vị thần, đẳng cấp của một nền văn minh tuyệt đối là ý nghĩ vô tri nhất. Nếu không đã biết vũ trụ mạnh nhất cũng không phải thiên sứ văn minh mà là Liệt Dương. Chắc chắn rồi. Nó cũng liên quan đến trật tự công lý của Kesa. Bởi vì mỗi một tinh cầu có thể cung cấp cho sinh mệnh cư trú đều thập phần quý giá. Cho nên vũ khí thí tinh trở lên là bị cấm rõ ràng. Bạo tinh sẽ bị thiên sứ trực tiếp thảo phạt cho dù là thiên sứ trong chiến tranh với ác ma cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Hơn nữa văn minh cấp vũ trụ trở lên đều có kỹ thuật phòng ngự như tinh quang hàng rào, cho dù là địch nhân vận dụng vũ khí bạo tinh cấp cũng không thấy có thể đánh vỡ. Nếu không đặt tinh chiến thần cũng sẽ không đặc thù như thế. người bình thường có thể cho rằng hắn chỉ đơn thuần bổ ra liệt dương tinh. nhưng làm một cái tạo thần cấp văn minh, liệt dương là tuyệt đối sẽ không thiếu cùng loại với tinh quang hàng rào phòng ngự kỹ thuật cho nên người ta là liệt dương sau khi phá thuẫn đây mới là nơi nặc tinh chiến thần chân chính khủng bố không một không các hứng thú bạn đang nghe tại truyện chấm audio đinh cảnh báo cảnh báo hệ thống đang ở tao ngộ xâm lấn tường lửa đang ở mở ra đinh cảnh báo cảnh báo hệ thống bị phá giải tiến độ năm phần trăm phần trăm hai mươi phần trăm đinh mệnh lệnh xác nhận thành công tự bạo hình thức đã giải trừ, chiến đấu kết thúc, đang ở hạ xuống, chuẩn bị tắt lửa. Không tốt, ta động lực thiết giáp chính đang bị xâm lấn, điều này làm sao có thể, chúng ta động lực thiết giáp bên trong bố trí máy tính nhưng là nắm giữ tương đương với 100 đài thần hà máy tính toán lực, coi như là những kia cấp vũ trụ văn minh người muốn xâm lấn đều phải phí một phen tay chân, làm sao sẽ bị như thế dễ dàng phá giải. Bộ giáp năng lượng của tôi cũng đang bị xâm nhập, tôi đã chuyển sang chế độ thủ công rồi hai phi công ngồi thiết giáp động lực này tuy rằng đều là nhân bản thể nhưng cũng đều là nhân bản thể có được ký ức và kinh nghiệm nguyên thân mỗi người đều là hạng người thân kinh bách chiến sau khi phát hiện áo giáp của mình bị xâm nhập họ chuyển sang chế độ hoạt động thủ công tuy rằng phản ứng của bọn họ đã thập phần nhanh chóng nhưng chính là chậm trễ một hồi thời gian như vậy lôi hổ cũng đã chạy tới hắn không hề cho hai cổ thiết giáp động lực thời gian đánh trả trực tiếp lấy trung tâm động lực của hai bộ giáp động lực ra, khiến nó hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Đáng chết, thật sự là một đám phế vật thành sự không đủ bại sự có thừa. Chợ cự hạp Trong văn phòng của đổ tạp áo Vệ tinh theo dõi thông quan thấy một màn như vậy sắc mặt đổ tạp áo âm trầm như nước, vẻ mặt không thể tin lẩm bẩm. Làm sao có thể, điều này làm sao có thể được, làm tin làm sao có thể còn có chúng ta không biết siêu cấp chiến sĩ hơn nữa tên kia vừa mới là biến thành rồng sao chẳng lẽ là đến từ minh hà thú thể chiến sĩ đỗ tạp áo cau mày nhanh chóng phỏng vấn kênh liên lạc của tạp nhĩ ngươi không ở lam tinh quan sát những siêu cấp chiến sĩ của ngươi sao làm sao có thời gian tìm ta ôn chuyện không 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 ta không có ý muốn đem thí luyện kế hoạch trước thời hạn chỉ là ta lại ở lam tinh trên phát hiện một gã ngoại trừ tôn ngộ không bên ngoài thú thể chiến sĩ muốn hỏi một chút có phải hay không thủ hạ của ngươi? Ồ, thú thể chiến sĩ. Ngươi nói là đại bá luân hay là tác đốn? Chúng nó hẳn là còn bị phong ấn đi. Tạp nhĩ na thanh tú trên mặt tỉnh táo không gần sống, cũng không thấy hắn làm động tác gì, trực tiếp liền tiếp quản đức nặc số ba. Sau khi hắn nhìn thấy lôi hổ biến thân thành long nhân các hơi ngẩn ra, mà sau khi hắn hoàn toàn biến thành cự long nhất thời lộ ra vẻ hăng hái. Thú vị, không nghĩ tới lại có người có thể nghĩ tới kết cấu gian như vậy, xem ra hắn đối với chiến sĩ thú thể nghiên cứu không dưới ta chút nào à, tại không mượn lực lượng động cơ gian dưới tình huống đem thần hà thể biến thành thú thể, thật sự là một ý nghĩ không tồi. Hơn nữa rõ ràng không có cấy vào gian động cơ, nhưng lại có thể điều động ám năng, có được đời thứ nhất đỉnh phong thực lực, đến là một cái không tệ phương hướng. Đáng tiếc ta nghiên cứu đã đến khẩn yếu trước mắt nếu không thật muốn tận mắt nhìn thấy một chút gia hỏa này người sáng tác. Cái gì? Người nói hắn là thần hà thể, hơn nữa còn không có cấy vào động cơ gian. Đỗ tạp áo với tư cách hướng ngôn chi tinh từng là nguyên soái tự nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Cho nên hắn vội vàng cúp điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại cho hoàng lão. Tuy rằng lần này chấp hành kế hoạch ám sát chính là đám đồ cổ của Tân Đức Nặc, cùng hắn đổ tạp áo không có quan hệ gì, nhưng hắn dù sao cùng đám người kia cũng đến từ nền văn minh đức nặc. Một khi đối phương bại lộ, địa vị của mình tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, đến lúc đó ngay cả kế hoạch của mình cũng sẽ xuất hiện sơ suất. Dù sao Long Quốc bởi vì có con khỉ kia tồn tại, hắn căn bản là không thể đem nó hoàn toàn khống chế. Cho nên cho dù là hắn cũng là thông qua mấy ngàn năm mưu độ mới một chút lấy được địa vị hôm nay. Mắt thấy sắp đến thu hoạch thời tiết, hắn cũng không muốn bởi vì đám lão đồ cổ kia mà thất bại. Không tốt hoàng lão, người nước ngoài đối tần tiến sĩ ra tay, đối phương hẳn là đạt được cái kia đế quốc người sát kỹ thuật ủng hộ, trực tiếp xuất động động lực thiết giáp, binh lính bình thường chỉ sợ hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, ta đã để sát vi đi trước trợ giúp. Yên tâm đi tiểu đổ, không có việc gì, tin tức của ngươi có chút trì trệ, tần tiến sĩ đã đem địch nhân đánh bại. Cái gì? Đánh bại? là tần tiến sĩ lại nghiên cứu ra cái gì hắc khoa học kỹ thuật sao thật sự là quá tốt tần tiến sĩ vừa mới nói với ta là hắn nghiên cứu ra một loại tương tự với nước ngoài hoa kỳ đội trưởng siêu cấp gen kỹ thuật cái kia lôi hổ chính là hắn một năm này nghiên cứu thành quả ta hiện tại muốn tự mình đi cùng tần tiến sĩ gặp mặt nếu như không có chuyện gì khác ta trước hết trời đi được vậy ngài bận rộn đi mỹ đế trong trang viên tư duy nhân một lão nhân tóc hoa râm tướng mạo âm lịch chống gậy trên vai đứng một con quạ đen trực tiếp đem cái chén trong tay ném xuống đất chết tiệt tên kia bên người làm sao có thể có siêu cấp chiến sĩ hơn nữa còn là không ở chúng ta trong danh sách siêu cấp chiến sĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn là thu được cái nào tạo thần văn minh âm thầm ủng hộ sao tuy rằng trong nguyên tắc xuất hiện văn minh tạo thần chỉ có mấy cái nhưng đã biết vũ trụ bao la như thế năm đó siêu thần học viện lại đem chính mình phân viện mở ra toàn bộ đã biết vũ trụ cho nên tạo thần văn minh tự nhiên sẽ không chỉ có mặt ngoài như vậy mấy cái chỉ là mấy người này thế lực cùng thực lực mạnh nhất danh tiếng lớn nhất mà thôi mà những văn minh khác có lẽ lúc ấy không có thăng cấp thành văn minh tạo thần nhưng trải qua một hai vạn năm phát triển này xuất hiện mấy cái văn minh tạo thần cũng là hết sức bình thường cho nên đối phương có hoài nghi như thế cũng là hợp tình hợp lý cảm tạ vectơ đại đại cùng các niên đại đại khen thưởng cảm tạ sở hữu vì tiểu tác giả bỏ phiếu thắng, hoa tươi cùng với thập phần đánh giá đại đại nhóm đối tiểu tác giả ủng hộ tiểu tác giả bái tạ hôm nay còn có hai canh